xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Xứ trẻ miền Đông vững bước đi lên tiếp bước trong thắp lửa truyền thống. Xứ trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kết nối Đông Nam Bộ của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình kỳ này sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả những thông tin nổi bật được các đài phát thanh truyền hình trong khu vực gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Thuận chọn lọc tham gia chương trình. Mở đầu là các hoạt động chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị khán giả, cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao, cho nên ở thời điểm này, các cơ quan chức năng, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tập trung chuẩn bị nguồn hàng, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý thị trường, chất lượng hàng hóa, nhất là đối với các loại hàng hóa thiết yếu. Theo thống kê của ngành công thương tỉnh này, thì hiện các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn đã dự trữ hơn 300.000 tấn lương thực, thực phẩm để mà phục vụ trước, trong và sau Tết. Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các địa phương trong tỉnh đang theo dõi, đánh giá nguồn cung cũng như nhu cầu hàng hóa của từng khu vực để triển khai phương án cân đối cung cầu, ổn định thị trường. Các doanh nghiệp đầu mối cũng chủ động kết nối với các kênh phân phối triển khai cung ứng hàng hóa cho thị trường dịp cuối năm. Lượng hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị cho dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tăng từ 10% tới 30% so với ngày thường. Trong đó hàng của các doanh nghiệp bình ổn chiếm từ 30 tới 40%. Chợ đầu mối chiếm từ 60 tới 70%. Những mặt hàng được chuẩn bị dự trữ nhiều nhất là gạo, rau củ quả, thịt gia súc gia cầm, nước gia khát, bánh mứt, kẹo. Những siêu thị lớn như Lotte, Co.opmart cũng chuẩn bị nguồn hàng tăng gấp 3 lần so với những tháng bình thường. Như hiện nay cái sản lượng cung cấp rất là thấp và lượng và cái nhu cầu của người tiêu dùng rất cao, thì chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp như đặc biệt như là Anh Hoàng Thi và Vít Xăng, và dự kiến sẽ nhập thêm cái thịt heo của Brazil và Mỹ, và chúng tôi cũng sẽ chủ động lên phương án dự trữ số cái thịt gia cầm, thịt heo, thịt gia cầm và thủy hải sản để chủ động bình ổn giá, ổn định thị trường trong dịp Tết này. Hiện nay thì toàn siêu thị đang làm chương trình tri ân khách hàng 3 thập kỷ đồng hành với rất nhiều chương trình khuyến mãi, giá ưu đãi vào cuối tuần, mua sản phẩm mua 1 tặng 1, các chương trình mua nhiều ưu đãi lớn, mua sản phẩm 246 được giảm giá rất là tốt, bao gồm các mặt hàng thiết yếu dành cho khách hàng trong cái dịp này và tới dịp Tết luôn ạ. Với gần 100 chợ lớn nhỏ, dịp cuối năm nhất là Tết Nguyên đán, nguồn hàng tập trung dự trữ phục vụ Tết rất lớn. Hơn nữa, người tiêu dùng ngày thường có thể ít khi ghé vào chợ, nhưng đi chợ Tết lại là nhu cầu, không chỉ để mua hàng mà còn để tận hưởng không khí Tết cổ truyền một cách trọn vẹn nhất. Nguồn hàng thì bây giờ đã có chuẩn bị rồi, nhưng mà lúc nào mà bán được đắt thì tung ra thị trường nhiều hơn. Đối với mặt hàng thịt heo đang khan hiếm trong phạm vi cả nước do dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Công Thương dự báo giá thịt heo sẽ tăng, nhưng mức tăng không cao bởi các đơn vị cung cấp thực phẩm đã có phương án dự trữ nguồn thay thế thịt heo như thịt bò, thịt gà hay hải sản. Hàng hóa Tết không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong gia đình mà còn đáp ứng nhu cầu biếu tặng của một bộ phận người dân, doanh nghiệp sản xuất, cơ quan dành tặng cho khách hàng, đối tác của mình như là một lời tri ân. Đáp ứng nhu cầu này, bên cạnh việc giữ chất lượng, các doanh nghiệp sản xuất chế biến hàng hóa cũng còn đặc biệt chú ý hơn đến mẫu mã bao bì để tạo được ấn tượng, đảm bảo quà tặng gửi đến khách hàng không chỉ ngon mà còn đẹp mắt nữa. Ngoài ra, phải đáp ứng được sự trang nhã. Hiện nay thì các doanh nghiệp trong tỉnh Bình Phước cũng đang khẩn trương nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, đưa các sản phẩm mới ra thị trường. Tết năm trước, mặc dù đã chuẩn bị 40 kg tổ yến các loại, nhưng doanh nghiệp này vẫn không đủ hàng để cung cấp cho thị trường. Thời gian này, doanh nghiệp đã có kế hoạch chuẩn bị 50 kg tổ yến, bao gồm các loại yến thô, yến tinh chế, yến rút lông, phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Những năm gần đây, yến xào là sản phẩm được khá nhiều người chọn mua làm quà tặng trong dịp Tết. Mặc dù giá bán mỗi hộp quà không hề rẻ, dao động từ hơn 2 triệu đồng cho đến hơn 4 triệu đồng một hộp, 100 gram.
Tết nhu cầu Tết người ta đem biếu tặng tăng cao, tăng đột biến. Cho nên là để chuẩn bị đó thì mình cũng có tuyển thêm nhân viên, thì giờ hiện tại nhân viên ở đây cũng 10 người rồi. Nguyên là để nhặt yến cũng 10 người. Thì mình hy vọng là Tết năm nay đã đủ để cung cấp cho thị trường. Bình Phước là tỉnh nổi tiếng với các sản phẩm làm từ nguyên liệu hạt điều, phổ biến nhất là hạt điều rang muối. Đây là mặt hàng được khá nhiều người chọn mua trong dịp Tết Nguyên Đán, vừa để dùng trong gia đình, đãi khách và làm quà biếu người thân, đối tác. Vì vậy, Tết là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đưa ra thị trường những sản phẩm thiết thực từ đặc sản của vùng. Nhiều doanh nghiệp tận dụng cơ hội này đã mạnh dạn áp dụng công nghệ hiện đại cho các sản phẩm truyền thống, đồng thời thay đổi sáng tạo về mẫu mã để giúp khách hàng thêm đa dạng sự lựa chọn, đồng thời tăng thêm uy tín thương hiệu. Cái năm sau thì cái người tiêu dùng là quan tâm hơn năm trước. Nói chung lại cái doanh thu bán hàng của năm sau tăng hơn năm trước. Tôi cũng là cố gắng để đầu tư thêm mẫu mã bao bì và đồng thời cũng là quảng bá sản phẩm đi xa hơn. Những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán luôn là mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Đồng thời đây là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu những sản phẩm mới ra thị trường. Không ngừng lắng nghe tín hiệu từ thị trường, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đang kỳ vọng vào một mùa kinh doanh với nhiều tín hiệu tích cực. Thưa quý vị, cùng với thực phẩm, Tết thì không thể thiếu hoa tươi, đặc biệt là loại hoa đặc trưng ngày Tết ở miền Nam như là mai vàng. Thời gian này dù còn gần 2 tháng nữa thì mới đến Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, nhưng những vườn cây kiểng của nhiều hộ nông dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã rộn ràng chuẩn bị đón tiếp các thương lái đến tuyển chọn và những cây mai vàng, cây hoa trang có dáng đẹp, nhiều nụ để mà chuẩn bị bán trong dịp càng trái. Thưa quý vị khán giả, rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối của toàn cầu, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của con người và hệ sinh thái, tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình cấp bách đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Thuận đã đưa ra nhiều giải pháp và hành động nhằm ngăn chặn mối nguy hại từ rác thải nhựa. Như thường lệ, 6 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, nhóm thân thiện môi trường lại ra quân làm sạch môi trường tại khu vực bãi tắm Hòa Phú, huyện Tuy Phong. Dọc bờ biển, các thành viên chia nhau thành những nhóm nhỏ để thu gom rác thải và đưa lên bờ di chuyển đến nơi tập kết. Sau hơn một giờ dọn dẹp, bãi biển đã trở nên sạch sẽ, rác thải cả ở trên bờ và dưới bãi tắm không còn. Đây là công việc mà các thành viên trong nhóm duy trì được hơn 2 năm qua và nhận được sự đồng tình đánh giá cao của người dân vì hành động của họ góp phần làm sạch bãi biển, bảo vệ môi trường. Thấy thực trạng là bà con mình xuống chơi thì cứ xả rác rất là nhiều nhưng mà không ai dọn, và có dọn hay không thì chỉ phát động trong những cái tháng thanh niên hoặc chiến dịch hè làm rất là thưa. Từ ý tưởng đó thì mình thấy muốn góp phần cho xã mình đẹp hơn và được những người dân hoặc là những du khách biết đến nhiều hơn. Cho nên bản thân là thành lập cái nhóm thân thiện môi trường để duy trì hàng tuần là thu gom rác cho bãi biển mình sạch đẹp hơn. Đó là một trong những việc làm, hành động cần thiết trong việc bảo vệ môi trường trước tác hại của rác thải, nhất là rác thải nhựa hiện nay. Hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức thế giới cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện, chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Theo đó, các cấp các ngành địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phải nâng cao nhận thức trong vấn đề bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi ra xung quanh. Đồng thời kêu gọi cộng đồng dân cư thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông dùng một lần, góp phần giảm thiểu môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Em xả rác hay là em làm một việc gì đó ảnh hưởng tới môi trường thì em cảm thấy rất là áy náy. Nên là em cũng mong là mọi người cũng như tất cả các bạn có ý thức hơn trong cái việc bảo vệ môi trường để chúng ta có một cuộc sống xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn hơn về sức khỏe. Huyện ủy, ủy ban dân huyện đã xây dựng một cái kế hoạch cụ thể với một cái quyết tâm chính trị cao nhất để tổ chức trên địa bàn tất cả các xã thị trấn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, trong đó hết sức chú ý cái việc là vứt rác thải ra bờ sông, bờ biển ven các cái tuyến giao thông với cái mục đích là để thay đổi cái bộ mặt vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Ở nhiều khách sạn resort trên địa bàn tỉnh hiện nay, các loại ly nhựa, túi nhựa
được sử dụng rất hạn chế và thay bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tại các cơ quan nhà nước cũng hướng tới việc hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các chai nhựa, ống hút nhựa dùng một lần. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Tiếp tục thực hiện là phổ biến tác hại của việc sử dụng rác thải nhựa và túi ni lông một lần, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân đó như thế nào, trên các cái phương tiện thông tin thích hợp để mọi người dân biết. Thứ hai đó là phải có cơ chế chính sách thu hút các loại hình sản xuất kinh doanh các cái sản phẩm thay thế các sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần, để góp phần chúng ta đa dạng hóa sản phẩm và tạo nhiều sản phẩm để cho người dân tiếp cận gần sử dụng, để tiến tới là cũng hạn chế, góp phần hạn chế việc sử dụng cái túi ni lông và sử dụng một lần. Cái thứ ba, đối với thành phố Phan Thiết thì nên tổ chức là xây dựng cái kế hoạch là sử phân loại rác tại nguồn, để tiến tới chúng ta là để tái sử dụng, tái chế các sản phẩm về rác thải để chúng ta hạn chế cái việc là chôn lấp rác. Ngày nay, với sự bùng nổ của dân số thế giới và sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp hóa toàn cầu, môi trường sống của con người ngày càng bị ô nhiễm bởi khí thải, nước thải và rác thải từ các ngành nghề sản xuất công nghiệp và hoạt động do con người gây ra. Vì vậy, bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa đang là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần được thực hiện. Cùng chung tay hành động hạn chế rác thải nhựa đang trở thành phong trào nhận được sự hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ những hành động nhỏ, đơn lẻ, chắc chắn sẽ tạo ra những cú hích lớn trong việc làm thay đổi nhận thức của người dân về rác thải nhựa, để môi trường sống của chúng ta sẽ ngày càng trở nên xanh, sạch hơn, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Và thưa quý vị, chương trình Kết nối Đông Nam Bộ kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây. Và chúc cho quý vị những ngày nghỉ cuối tuần thật ấm áp và bình yên bên người thân và gia đình.